Hai mặt của thực tại. Dưới đây là thời pháp do ngài Ajahn Chah thuyết giảng tại Quách Pháp Bông, Thái Lan, trước một cử tọa gồm những vị tỳ khưu sau khi đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong đời sống của chúng ta, hai trường hợp có thể xảy ra: hoặc dễ vui lợi dưỡng trong những sự vật của thế gian, hoặc vươn mình vượt qua khỏi thế gian. Đức Phật là người đã thoát ra khỏi thế gian, và do vậy ngài chứng đắc giải thoát tinh thần. Cùng thế ấy, sự hiểu biết của chúng ta cũng có hai loại: hiểu biết về những sự vật trong thế gian và hiểu biết có tính cách tinh thần, đạo đức hay trí tuệ thật sự. Nếu chúng ta chưa thực hành và chưa tự mình rèn luyện, thì dầu có thâu đạt bao nhiêu kiến thức, những kiến thức ấy vẫn còn thuộc về thế gian, không đưa đến giải thoát. Quý vị hãy suy tư và nhìn thật sự tận tường. Đức Phật dạy rằng những sự vật của thế gian quấn quýt quay cuồng thế gian. Cái tâm đeo đuổi theo những sự vật của thế gian sẽ rối loạn vướng mắc trong thế gian, trầm mình đắm chìm trong ô trược, giàu đến hay đi mà không bao giờ thỏa mãn. Con người thế gian thì lúc nào cũng mong mỏi tìm một cái gì, nhưng không bao giờ tìm được đầy đủ như ý nguyện. Kiến thức trần gian thật sự là si mê, không phải là kiến thức bao gồm sự hiểu biết rõ ràng. Do đó không bao giờ chấm dứt, nó mãi mãi quay cuồng chạy theo những mục tiêu của người thế gian: tích trữ tài sản, thâu đạt quyền thế, mua tìm danh vọng và lạc thú. Đó là một khối ảo tưởng mà chúng ta đã lầm lạc, bám chặt, dính kẹt vào. Mỗi khi chúng ta được thêm vật gì, ắt có ganh tị, lo âu và ích kỷ. Và khi cảm nghe bị đe dọa mà về phương diện vật chất, ta không thể tự bảo vệ thì chúng ta vận dụng trí não để sáng tạo đủ loại phương chế và dụng cụ, đủ loại khí giới, chí đến khí giới hạt nhân, chỉ để tàn sát phanh thây lẫn nhau. Tại sao có những phiền nhiễu và khó khăn như vậy? Đó là đường lối của thế gian. Đức Phật dạy rằng nếu ta quay cuồng chạy theo nó, ắt không thể chấm dứt. Còn pháp môn thực hành để giải thoát không dễ gì sống điều hộ đúng theo trí tuệ thật sự. Nhưng những ai thật sự khẩn thiết mong tìm đạo vào quả và có nguyện vọng thành đạt niết bàn sẽ có thể kiên trì và nhẫn nại chuyên cần. Nhẫn nại là biết đủ và thỏa mãn với chút ít, ít ăn, ít ngủ, ít nói và sống đạm bạc. Bằng cách làm như vậy, ta có thể chấm dứt những gì thuộc về thế gian. Nếu mầm mống của những gì thuộc về thế gian chưa được bứng nhổ tận gốc rễ, ắt chúng ta sẽ còn mãi mãi bị phiền lụy và rối loạn trong một vòng lẩn quẩn vô cùng tận. Dầu quý sư đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục kéo lôi sáng tạo cho quý sư những quan kiến và những ý niệm, và nó sẽ nhuộm màu, tô điểm, làm đẹp đẽ thêm những suy tư của quý sư. Nó là vậy. Người ta không nhận thức. Người ta nói rằng mình đã làm xong điều này hay việc nọ trong thế gian. Con người luôn luôn hy vọng hoàn thành mọi việc. Cũng giống như vị bộ trưởng của một chính phủ mới hăng say bắt tay vào nhiệm vụ mới. Vị ấy nghĩ rằng mình có đầy đủ những giải đáp thỏa đáng cho mọi vấn đề, rồi dẹp qua một bên những gì mà người trước đã làm. Ông ta nói: hãy nhìn xem, chính tôi sẽ hoàn tất mọi việc. Đó là tất cả những gì
mà người ta thực hiện, dẹp cái này đi đem cái kia lại, dọn dẹp tới lui mà không bao giờ hoàn tất điều gì. Họ có cố gắng nhưng không bao giờ thật sự viên mãn hoàn thành. Ta không thể làm điều gì vừa lòng tất cả mọi người. Người thích ít, kẻ ưa nhiều. Người này ưng ngắn, người nọ chịu dài. Vài người đòi mặn, trong khi ấy vài người khác thì lại muốn có nhiều gia vị. Làm cho mọi người hợp chung lại và đồng thuận vừa ý với nhau là điều không thể được. Tất cả chúng ta đều muốn hoàn thành một điều gì trong đời, nhưng thế gian vô cùng phức tạp này làm cho ta hầu như không thể hoàn tất điều gì một cách thật sự viên mãn. Chỉ đến Đức Phật, sanh trưởng với tất cả mọi thuận lợi của một hoàng tử cao sang, vẫn không thể thật sự hoàn mãn viên thành điều nào trong một cuộc sống ở thế gian. Cảm bẫy của giác quan. Đức Phật đề cập đến sự ham muốn hay ái dục và sáu đối tượng làm thỏa mãn lòng ham muốn: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ham muốn khát khao mong cầu hạnh phúc và đau khổ, những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, vân vân. Lòng khát khao ham muốn lan tràn và ẩn sâu, thấm nhuận vào tất cả. Lời người dịch: mong cầu hạnh phúc và đau khổ. Đoạn này thoạt nghe hình như vô nghĩa. Người ta mong cầu hạnh phúc, chứ bao giờ có ai mong cầu đau khổ. Nhưng theo pháp thập nhị nhân duyên, ái phát sanh tùy thuộc nơi thọ. Đại khái thọ có ba loại là thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký. Không phải chỉ có thọ lạc hay cảm giác hạnh phúc mới tạo điều kiện cho ái phát sanh. Ái cũng phát sanh do thọ khổ. Ái ở đây là thương mà cũng có nghĩa là ghét, vì ghét là một hình thức của thương theo chiều ngược lại. Thí dụ như trong cơn phiền não, con người thèm khát được ra khỏi hoàn cảnh bất hạnh ấy và mong mỏi, nóng lòng, ước muốn được hạnh phúc, an vui. Hoàn cảnh ngược lại. Tóm tắt: người nghèo nàn, thiếu thốn, người bệnh hoạn, tật yếu, những người chịu thọ khổ, khao khát mong cầu ái được an toàn, vui vẻ. Sắc: không có sắc nào như hình thể người phụ nữ, có phải vậy không? Có phải chăng thân hình thật sự đẹp đẽ của một thiếu phụ làm cho ta muốn nhìn? Một bóng dáng mỹ miều xinh đẹp đi thoáng qua, xẹp, xẹp, xẹp. Ta không thể đừng ngước mắt nhìn chăm chú, còn tiếng động thinh thì sao? Không có âm thanh nào trói buộc ta chặt chẽ bằng tiếng nói của người phụ nữ. Nó đi thẳng vào, đâm xuyên qua tim. Mùi cũng vậy, mùi thơm của người phụ nữ có năng lực quả thật mãnh liệt. Không có mùi nào như vậy. Rồi vị giác: không có thức ăn nào mà hương vị có thể sánh bằng hương vị của người đàn bà. Xúc giác cũng vậy. Tân tiêu vỗ về một thiếu nữ làm cho ta tê tái, say mê và cuồng loạn. Vào thời xưa tại Taxila, Ấn Độ, có một vị phù thủy nổi tiếng là Đại Tài. Ông có một đệ tử và tận tụy hết lòng dạy trò tất cả những bùa phép và thần chú. Khi người đệ tử đã tinh thông lão luyện, đủ sức tự lực cánh sinh và sẵn sàng ra đi, thì lời khuyên nhủ cuối cùng của vị thầy trứ danh: thầy đã dạy con đầy đủ tất cả những phù phép và bùa chú mà thầy biết. Những con vật có răng nhọn hay những con có nanh vuốt dữ tợn, chỉ đến những con vật có ngà to lớn đi nữa, con cũng không cần phải sợ. Con đã có đủ khả năng để tự bảo vệ chống lại những con ác thú ấy. Thầy có thể đoan chắc với con như vậy. Tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất mà thầy không thể chắc chắn bảo vệ được con,
và đó là sắc đẹp kiều diễm của người phụ nữ. Đến đây thì thầy không thể giúp con, không có bùa phép hay thần chú nào để bảo vệ con chống lại nó, mà chính con phải tự bảo vệ lấy con. Trong bản tiếng Thái, người phụ nữ được gọi là những con vật có sừng mềm ở ngực. Như vậy, những con vật có răng nhọn, có nanh, có ngà thì con không cần sợ, nhưng con phải sợ con vật có sừng mềm. Pháp tức đối tượng của tâm, khởi phát trong tâm do lòng ham muốn, muốn tài sản quý giá, muốn giàu sang phú quý vân vân, luôn luôn lo nghĩ và nói một cách tổng quát, chạy theo những sự vật. Mặc dầu vậy, loại thèm khát này không đến nỗi sâu hiểm hay mãnh liệt lắm. Nó không đủ năng lực để làm cho ta mất trí hay làm cho ta không thể tự kiểm soát. Nhưng khi lòng khát khao ham muốn được nhuần tính, thiên về tình dục, khởi phát thì ta không còn có thể tự kiểm soát. Đến chừng ấy, ta có thể quên tất cả, luôn cả những vị đã dày công sanh thành dưỡng dục, chính cha mẹ ta. Đức Phật dạy rằng đối tượng của giác quan là cạm bẫy của ma vương. Ma vương phải được hiểu là những gì gây tai hại cho ta. Cạm bẫy là cái gì trói buộc ta, giống như cái lưới rập. Đó là cạm bẫy của ma vương, cái lưới rập của người thợ săn, và người thợ săn là ma vương. Tình trạng của con vật mắc bẫy trong lưới rập quả thật là đáng thương. Nó bị quấn buộc chặt chẽ và nằm đó chờ người thợ săn đến bắt. Quý vị có bao giờ đi rạp chim không? Cái rạp nhanh chóng bật lên và bụp, cổ chim bị quấn chặt. Lúc bấy giờ sợi nhợ siết chặt cổ con chim, dầu nó có vùng vẫy hay bay nhảy đi đâu cũng không thoát khỏi. Nó ráng sức bay đầu này nhảy đầu kia, nhưng cổ bị trói chặt. Chim chỉ còn chờ người chủ lưới rập. Khi người ấy đến, chim kinh hoàng sợ hãi, không còn lối thoát. Cảm bẫy của thinh hương vị xuất phát cũng dường thế ấy. Nó bắt chúng ta và trói buộc chặt chẽ. Nếu ta còn vương víu trong nhục dục ngũ trần, ắt cũng như con cá mắc lưỡi cọc. Khi người thợ câu đến, dầu có vùng vẫy chiến đấu thế nào, cá cũng không thể thoát thân. Đúng ra thì lúc bấy giờ ta không giống hệt như cá, mà giống con ếch mắc câu hơn. Con ếch nuốt luôn lưỡi câu vào tận ruột, cá chỉ mắc câu ở miệng. Người say mê chìm đắm trong dục lạc của giác quan cũng vậy. Người nghiện rượu chẳng hạn, ngày nào mà lá gan của anh chưa bị tiêu diệt thì anh ta vẫn còn chưa biết uống bao nhiêu là đủ. Anh mãi mê buông luôn rượu chè và say sưa vô độ. Anh đã mắc câu. Về sau anh phải khổ đau bệnh hoạn. Trong một cuộc hành trình dài dẳng, người kia đi trên đường rất khát nước và hết lòng mong mỏi được uống một bụng cho đỡ khát. Anh dừng lại bên đạp, vào nhà xin nước uống. Chủ nhà có sẵn nước chỉ cho anh biết và nói: nước có sẵn kia, nếu anh muốn thì cứ uống đi. Màu nước coi trong veo đẹp đẽ, thơm vị ngọt, nhưng mà nếu anh uống nhiều vào anh sẽ lâm trọng bệnh. Tôi nói trước cho anh biết rõ như vậy. Uống nước này vào anh sẽ bệnh nặng, nếu không chết thì cũng gần chết. Khách đi đường vì quá khát nước nên không nghe lời cảnh cáo. Anh khát khao thèm uống một chút nước, giống như người vừa bị giải phẫu, bị cấm không cho uống, kêu la đòi nước. Người khát khao chạy theo dục dục cũng dường như thế ấy. Đức Phật dạy rằng đó là thuốc độc. Sắc thinh hương vị xuất phát là thuốc độc, là cạm bẫy vô cùng nguy hiểm.
Nhưng người khác nữ kia không nghe lời khuyên nhủ, vì khát khao thèm muốn, anh vừa rơi lệ vừa kêu la: "Xin cho tôi uống nước dầu, có phải chịu hậu quả lớn đớn đau thế nào tôi cũng sẽ cam chịu, miễn là được uống chút nước." Và anh ta hốt một hớp nước, nuốt vào ngon lành, thật là đã khát. Rồi anh uống, uống thêm nữa, uống đầy bụng và ngã bụng gần chết. Anh không khứng nghe lời người chủ nhà vì khát khao thèm uống cho được miếng nước. Lòng khát khao ham muốn quá mãnh liệt. Con người bị vướng mắc trong lạc thú của giác quan cũng dường như thế ấy. Người ấy tìm giải khát trong sắc, thinh, hương vị, xúc pháp, tất cả đều thơm ngon. Và người ấy mãi mê thỏa mãn lòng khát khao, vui uống mà không ngừng, rồi bị dính kẹt, ngày càng kẹt cứng cho đến ngã chết. Con đường của thế gian và tình trạng giải thoát. Vài người chết, vài người khác hầu như đã chết, vướng mắc dính kẹt trong đường lối của thế gian là vậy. Trí khôn của người thế gian đeo đuổi chạy theo nhục dục ngũ trần. Dẫu có khôn ngoan sáng suốt đến đâu, nó chỉ khôn ngoan theo ý nghĩa của người thế gian. Dẫu có mãnh lực quyến rũ đến độ nào, nó chỉ quyến rũ theo ý nghĩa của người thế gian. Dẫu nó đem lại nhiều hạnh phúc đến đâu, đó chỉ là những hạnh phúc hiểu theo ý nghĩa của người thế gian, không phải là hạnh phúc giải thoát, không thể đưa ta vượt ra khỏi thế gian. Chúng ta đến đây sống đời tu sĩ và thực hành để đi sâu vào và thấm nhuần trí tuệ thật sự, để buông bỏ mọi bám níu. Hãy tinh tấn thực hành để vượt khỏi mọi bám níu. Hãy quán chiếu thân, quán chiếu mọi sự vật quanh mình cho đến chừng nào trở nên mệt mỏi và chán chê tất cả. Đến chừng đó tâm buông bỏ sẽ phát sanh. Dầu sau đi nữa tâm buông bỏ, tâm không bám níu, không luyến ái, sẽ không phát sanh dễ dàng đâu, bởi vì ta chưa thật sự thấy rõ ràng tường tận. Chúng ta đến đây và thọ giới tỳ khu, chúng ta học hỏi, nghiên cứu, đọc kinh điển, chúng ta thực hành, chúng ta hành thiện, và chúng ta nhất quyết tự tạo cho mình một ý chí bất khuất. Nhưng điều này quả thật khó. Ta quyết tâm hành thiện theo một phương pháp môn nào đó, ta tự nhủ là phải hành như vậy. Chỉ một ngày, hai ngày trôi qua, hoặc nữa có thể chỉ một vài giờ trôi qua, ta đã quên mất tất cả những ý định ấy. Rồi ta sực nhớ lại và cố gắng quyết định chắc chắn một lần nữa. Lần này ta quyết phải làm đúng như vậy. Không bao lâu sau, ta lại bị ảnh hưởng của một giác quan nào lôi cuốn, kéo rời xa mục tiêu. Một lần nữa, mọi cố gắng tan vỡ và ta lại phải bắt đầu làm lại tất cả. Thông thường là như vậy. Cũng như con đê, nhằm ngăn chặn nước mà người ta đắp không vững chắc, pháp hành của ta còn non nước, ta chưa có đủ khả năng để thấy và chưa hành đúng theo pháp hành chân chánh. Và pháp hành của ta tiếp tục diễn tiến như vậy cho đến khi ta thành đạt trí tuệ thật sự. Một khi thấm nhuần, ăn sâu vào chân lý, thì ta thoát ra khỏi tất cả, chỉ còn thanh bình, an lạc. Sở dĩ tâm ta còn chưa được thanh bình, an lạc là vì nó vẫn còn chứa chấp những thói xưa tật cũ. Chúng ta thừa hưởng các thói quen xưa cũ ấy từ những hành động trong quá khứ. Nó theo dính liền và không ngừng quấy rầy ta. Ta chiến đấu, tìm lối thoát ra khỏi, nhưng nó đã trói buộc chặt chẽ và kéo lôi ta trở lại. Những thói quen ấy không quên vùng đất cũ xưa, phạm vi hoạt động của nó. Nó níu chắc
bám sát vào tất cả những sự vật quen thuộc từ thời xa xưa để sử dụng, để vui thích ngắm nhìn và tiêu thụ. Cuộc sống của chúng ta là vậy. Như tình yêu giữa nam và nữ, người nữ tạo vấn đề khó khăn cho người nam, người nam tạo vấn đề khó khăn cho người nữ. Thông thường là vậy. Nam và nữ đối nghịch lẫn nhau. Nếu người nam sống chung với người nam, ắt không có phiền toái. Nếu người nữ sống chung với người nữ, ắt không có vấn đề. Khi một người nam nhìn thấy người nữ thì tim đập đùng đùng, giống như chày giã gạo. Đó là gì? Những năng lực ấy là gì? Nó lôi cuốn và thu hút ta vào. Không ai nhận thức rằng có một giá nào mà ta phải trả. Tất cả mọi sự vật đều cùng thế ấy, dầu ta cố gắng thế nào để vươn mình vượt thoát. Ngày nào còn chưa nhận thức được giá trị của trạng thái giải thoát và chưa nhìn thấy đau khổ trong vòng trói buộc, thì ta vẫn còn chưa có thể buông bỏ. Thông thường, người ta chỉ thực hành chịu đựng khổ nhọc, khép mình vào kỷ cương của giới luật, mù quáng theo đúng những hình thức nghi lễ mà không hướng về mục tiêu thành đạt tự do hay giải thoát. Ta phải nhận thức giá trị của sự buông bỏ, không bám níu vào những dục vọng của mình, trước khi có thể thực sự thực hành. Chỉ đến chừng ấy mới có thể thực hành thật sự. Tất cả những gì ta làm phải làm một cách sáng suốt, làm với chánh niệm, luôn luôn giác tỉnh. Khi nhận thấy rõ ràng thì ta sẽ không cần nhẫn nại chịu đựng hay cố gắng tự cưỡng ép mình. Ta cảm nghe khó khăn nặng nhọc vì không nhận thức điểm này. Trạng thái thanh bình an lạc khởi sanh từ những việc làm với toàn thể thân và tâm mà ta đã hoàn tất viên mãn. Bất luận gì còn bỏ sót lại chưa thực hiện được sẽ làm cho quý vị cảm nghe bất toại nguyện. Những điều ấy sẽ trói buộc quý vị trong lo âu, dầu có đi đâu hay ở đâu. Quý vị muốn hoàn thành mọi việc nhưng không thể làm được tất cả. Thí dụ như thường có những vị thương gia đến đây viếng sư, họ nói: để chúng tôi trang trải nợ nần và sắp xếp xong chuyện nhà đâu rồi đó sẽ đến xin xuất gia với sư. Họ nói như vậy nhưng mọi việc sẽ được hoàn tất chắc. Họ có thể sắp xếp việc nhà đâu đó xong xuôi chắc. Đó là những việc không bao giờ chấm dứt. Họ chỉ vay món nợ này để trả món nợ kia. Họ nghĩ rằng nếu rảnh rang nợ nần sẽ an vui hạnh phúc, nhưng họ không bao giờ dứt nợ. Đó là đường lối giả dối của thế gian, nó phỉnh gạt lừa đảo ta. Chúng ta đi quanh quẩn vòng vòng mà không bao giờ nhận thức mối hiểm họa. Liên tục thực hành. Trong pháp hành, chúng ta chỉ nhìn vào tâm. Bất cứ lúc nào mà công trình thực hành bắt đầu trì chậm, ta nhận thấy liền và tinh tấn củng cố, làm cho nó trở nên vững chắc trở lại. Không bao lâu sau, ta sẽ thực hành điều hòa tốt đẹp như trước. Thông thường đó là cách thức mà chúng ta bị lôi kéo quanh quẩn. Nhưng người có tâm niệm chân chánh sẽ nắm vững pháp hành của mình và luôn luôn kéo tâm trở về đề mục tu tập và tự mình phát triển. Người mà tâm niệm còn non nớt, chỉ để cho tất cả tan vỡ, tâm phóng đi đầu này đầu kia và trở đi trở lại, người ấy không dũng mãnh bám sát và vững chắc an trú trong pháp hành, mà luôn luôn bị lòng tham dục trần tục lôi cuốn, khi kéo theo chiều này, lúc đẩy tới hướng nọ. Họ chỉ sống theo bản tánh ham muốn bất thường và lòng khao khát chạy theo những sự vật trong thế gian của họ, không bao giờ chấm dứt vòng quanh triền miên tiếp diễn.
đến đây xuất gia không phải là điều dễ làm. Quý sư đã phải nhất quyết lập tâm vững chắc. Hãy đặt trọn niềm tin nơi pháp hành này. Hãy có đủ đức tin để tiếp tục thực hành cho đến chừng nào chán nản cả hai, ưa thích và ghét bỏ, và thấy sự vật đúng theo chân lý. Thông thường ta chỉ bất mãn với những gì mình ghét. Điều ưa thích, ta sẽ không sẵn sàng buông bỏ khước từ. Quý sư phải biết nhàm chán cả hai, những gì mình ghét bỏ và những gì mình ưa thích. Phải biết buông bỏ đau khổ, cũng như không bám níu vào hạnh phúc. Quý sư không thấy rằng chính đó là tính chất chánh yếu, là nòng cốt của giáo pháp. Giáo huấn của Đức Phật quả thật là sâu sắc và tinh vi tế nhị, không dễ gì lãnh hội. Nếu trí tuệ thật sự chưa phát sanh, ắt không thể thấy được. Quý sư không nhìn tới và quý sư không nhìn lui. Khi chứng nghiệm hạnh phúc, quý sư nghĩ rằng chỉ có hạnh phúc. Khi bị đau khổ, quý sư nghĩ rằng chỉ có đau khổ. Quý sư không thấy rằng khi có lớn là có nhỏ. Mỗi khi có nhỏ tức có lớn. Quý sư không nhìn sự vật như vậy, mà chỉ thấy có một bề, chỉ nhìn một cách phiến diện, và do vậy không bao giờ chấm dứt. Mỗi việc gì đều có hai mặt, ta phải thấy cả hai. Chừng ấy khi hạnh phúc đến, ta không bị lạc lối. Khi đau khổ phát sanh, ta không bị bơ vơ, bởi vì ta biết rằng hạnh phúc và đau khổ tương quan lẫn nhau. Cùng thế ấy, vật thực hữu ích cho tất cả chúng sanh vì nó bảo trì cơ thể. Nhưng trong thực tế, vật thực cũng có thể là một nguyên nhân gây tổn hại, như một món ăn làm cho ta đau bụng. Thấy điểm lợi ích của vật gì, ta phải nhận thức những bất lợi của nó. Và trái lại, khi cảm nghe sân hận và bất mãn khởi phát, ta nên niệm tâm từ, và nên hiểu biết làm như vậy tâm ta sẽ trở nên quân bình và sẽ ổn định vững vàng. Lá cờ rỗng không. Có lần sư đọc một quyển sách về thiền tông. Quý sư biết rằng trong pháp hành của tông phái này, vị thiền sư không giảng giải dông dài. Thí dụ như trong thời thiền tọa, một thiền sinh ngủ gục, vị thầy cầm thiền trượng trong tay đi ngang qua và quắc, cây trượng đập ngay vào lưng. Người thiền sinh lầm lỗi bị đập, liền cảm tạ thầy để bày tỏ lòng tri ân sâu xa của mình. Trong pháp hành thiền này, thiền sinh được dạy phải biết ơn tất cả những gì tạo cho mình những cảm giác khả dĩ, là cơ hội để phát triển. Ngày kia, một nhóm tỳ khu tụ hội trong giảng đường. Ngoài sân chùa, một lá cờ bay phất phới trước gió, làm đầu đề bàn thảo giữa hai nhà sư. Vì sao lá cờ thật sự bay phất phơ trong gió? Một thầy cho rằng vì gió, thầy kia cãi lại, nói là vì cờ. Hai thầy tranh luận, cố binh vực quan kiến hẹp hòi của mình và không thể đồng ý với nhau. Cứ thế, họ có thể bàn cãi đến chết. Nhưng vị thiền sư can thiệp và dạy: cả hai chúng con đều sai. Lối hiểu biết đúng là không có cờ và không có gió. Đó là pháp hành. Ta thực hành không phải để được bất cứ gì, không phải để có cờ và không phải để có gió. Nếu có một lá cờ, ắt có một luồng gió. Nếu có một nguồn gió, ắt có một lá cờ. Quý sư phải quán tưởng và suy niệm tận tường cho đến khi cái thấy của mình điều hợp đúng theo chân lý. Quán suy cặn kẽ sẽ thấy rằng không có gì còn lại, nó là rỗng không hư vô. Rỗng không không có cờ, rỗng không không có gió. Trong hư vô to lớn không có cờ và không có gió. Không sanh, không già, không bệnh, không chết. Sự hiểu biết có tính chất quy ước của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là khái niệm.
trong thực tế không có gì. Thế thôi, không có gì khác hơn là nhãn hiệu rỗng không. Nếu thực hành theo đường lối này, chúng ta sẽ đạt đến mức độ có thể thấy trọn vẹn toàn bộ, và tất cả những vấn đề khó khăn của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong cái hư vô to lớn ấy, thần chết không bao giờ tìm thấy ta. Không có gì để lão, bệnh, tử bám đeo dính theo. Khi chúng ta thấy và hiểu biết điều hòa hợp đúng với chân lý, tức là chánh kiến, thì chỉ còn trạng thái rỗng không to lớn. Đây là nơi mà không còn chúng ta, không còn chúng nó, không còn tự ngã, không có gì hết. Khu rừng giác quan. Thế gian và đường lối vô cùng tận của thế gian triền miên diễn tiến. Nếu chúng ta cố tìm hiểu nó, công phu ấy chỉ đưa ta đến hỗn loạn và rối trí. Tuy nhiên nếu ta sáng suốt, quán chiếu thế gian một cách rõ ràng, thì trí tuệ thật sự phát sanh. Chính Đức Phật đã thấu hiểu đường lối của thế gian. Ngài có khả năng điều ngự và hướng dẫn rộng lớn vô biên, vì kiến thức về trần thế của Ngài rất dồi dào phong phú. Xuyên qua giai đoạn chuyển tánh từ trí thông minh sáng suốt tại thế có tính cách phàm tục, Ngài đã thấm nhuần, ăn sâu vào và đạt đến trí tuệ siêu thế, phi trần tục, và sự biến đổi này làm Ngài là vô thượng sĩ, bậc thượng sĩ không ai sánh bằng. Như vậy, nếu hành trì đúng theo giáo huấn của Đức Phật, hướng tâm quán chiếu trở lại vào bên trong chính mình, ta sẽ tiến đạt đến một mức độ hiểu biết hoàn toàn mới mẻ. Khi ta thấy một vật, không có vật gì. Khi ta nghe một âm thanh, không có tiếng động nào. Trong khi hửi, ta có thể nói là không có mùi. Tất cả những giác quan hiển nhiên là có hiện hữu, nhưng tất cả đều là không, không chứa đựng gì là ổn định. Nó chỉ là những tri giác phát sanh rồi hoại diệt, sanh rồi diệt. Nếu ta thấu hiểu sự vật đúng với thực tại, thì giác quan không có gì là thực chất, mà chỉ là những tri giác đến rồi đi. Trong thực tế không có một cái gì. Nếu không có một cái gì, tất nhiên không có chúng ta và chúng nó. Nếu không có chúng ta xem như một con người, ác không có gì của ta. Đó là phương cách để chấm dứt đau khổ. Không có bất luận ai để thâu nhận sự khổ thì ai đau khổ. Khi đau khổ phát sanh, ta bám níu vào trạng thái đau khổ và do đó phải thật sự chịu đau khổ. Cùng thế ấy, khi hạnh phúc phát sanh, ta bám níu vào hạnh phúc và do đó chứng nghiệm lạc thú. Bám níu vào những cảm giác như vậy làm khơi dậy khái niệm về một cái ta, về tự ngã và những tư tưởng về chúng ta, chúng nó liên tục phát hiện. Đây là đầu dây mối nhợ cho tất cả, bắt đầu mang ta đi trong một vòng lẩn quẩn vô cùng tận. Do vậy, chúng ta đến đây hành thiền và sống điều hòa hợp theo giáo pháp. Chúng ta ly gia cắt ái, xa lìa nhà cửa để sống giữa rừng, tâm đượm nhuần trạng thái thanh bình. Chúng ta ra đi để sống an lạc với chúng ta, chứ không phải vì sợ sệt, cũng không phải là đào tẩu. Tuy nhiên có người vào rừng sống rồi lại bám níu vào cảnh rừng núi, đâm ra luyến ái cuộc sống trong rừng. Giống như người quen sống ở thành thị bám níu vào cuộc sống đô thị, họ lạc lối trong rừng và họ lạc lối trong thành phố. Đức Phật ca ngợi cuộc sống giữa rừng sâu bởi vì trạng thái đơn độc của thân và tâm thích hợp thuận lợi cho pháp hành nhằm giải thoát. Nhưng Ngài không muốn cho ta phải tùy thuộc vào lối sống trong rừng hay
phải dính mắc kẹt cứng trong trạng thái vắng lặng thanh bình. Chúng ta đến đây thực hành để khai triển trí tuệ. Nơi đây giữa rừng sâu, ta có thể gieo tròn và vun quén đắp bồi hột giống trí tuệ. Sống trong cảnh hỗn loạn và phiền nhiễu, những hột giống ấy khó mà sanh sôi nảy nở. Nhưng một khi đã học làm quen với lối sống trong rừng, ta có thể trở lại sống an vui với thành phố, cùng với tất cả những khuấy động của chốn phồn hoa đô thị. Học sống trong rừng có nghĩa là khơi động, phát triển, làm cho trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ ấy ta có thể áp dụng vào bất cứ nơi nào. Khi giác quan của chúng ta bị khuấy động, ta bị kích thích bồn chồn, và giác quan trở thành kẻ thù nghịch. Nó thù nghịch bởi vì chúng ta còn điên cuồng, chúng ta không có trí tuệ để đối phó với nó. Đúng ra nó là thầy của ta, nhưng vì ta còn si mê nên không thấy vậy. Ta quen sống trong thành phố và không bao giờ nghĩ rằng giác quan của mình có thể dạy mình. Ngày nào mà trí tuệ chưa thật sự phát sanh, chúng ta vẫn còn thấy giác quan và những đối tượng của nó, tức lục căn và lục trần, là kẻ thù. Một khi trí tuệ phát hiện, lục căn và trần cảnh không còn là thù nghịch nữa, mà trở thành con đường chính đưa ta vào tuệ minh sát và chánh kiến. Một thí dụ hiển hiện là mấy con gà rừng ở quanh đây. Tất cả quý vị đều biết rằng gà rừng rất sợ người ta. Vậy mà từ ngày sư về đây ở trong rừng này, sư có thể dạy chúng nó và sư cũng học của chúng nữa. Lần nọ sư rải lúa cho chúng nó ăn. Thoạt tiên chúng nó rất nhút nhát và không dám đến gần mấy hộp lúa. Tuy nhiên sau một thời gian chúng nó quen, đến tìm ăn và còn trông chờ sư cho ăn là khác. Quý sư thấy không, có một vài điều ở đây mà ta có thể học hỏi. Lúc ban đầu mấy con gà rừng e sợ vì nhận thấy sự hiểm nguy trong những hộp lúa. Chúng xem lúa là kẻ thù. Trong thực tế không có hiểm họa trong lúa, nhưng chúng nó không biết rằng lúa chỉ là vật thực và chúng nó sợ. Khi cuối cùng tự mình thấy rằng không có gì phải sợ, chúng có thể đến ăn mà không có gì hại. Những con gà rừng học hỏi như vậy một cách tự nhiên. Sống ở đây trong khu rừng này, ta cũng học hỏi cùng một thế ấy. Lúc ban sơ, ta nghĩ rằng giác quan của ta là vấn đề tạo khó khăn, và bởi vì không biết sử dụng nó một cách thích nghi nên ta gặp rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm của pháp hành, ta học được lối nhìn chúng nó thích ứng với chân lý. Chúng ta học cách sử dụng giác quan giống như mấy con gà sử dụng hộp lúa. Chừng đó giác quan không còn là thù nghịch với ta nữa, và bao nhiêu vấn đề khó khăn đều tan biến. Giờ phút nào mà chúng ta còn suy tư, quán xét và hiểu biết lầm lạc, thì những sự vật ấy còn là thù nghịch với ta. Nhưng khi ta bắt đầu quán xét chân chánh, thì những gì kinh nghiệm sẽ đưa ta đến trí tuệ và hiểu biết chân chánh, giống như mấy con gà cuối cùng hiểu biết chân chánh. Theo đường lối này, ta có thể nói rằng mấy con gà thực hành thiện minh sát. Chúng nó hiểu biết thích ứng với chân lý, đó là tuệ minh sát của chúng. Trong pháp hành này, lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là những công cụ mà nếu sử dụng thích nghi sẽ soi sáng giáo pháp cho chúng ta. Đó là điều mà tất cả những ai hành thiện phải quán niệm. Nếu không nhận thức rõ ràng, chúng ta vẫn còn sống mãi trong tình trạng mâu thuẫn và xung đột. Như vậy đã sống trong cảnh tịch mịch của rừng thiên, chúng ta nên tiếp tục phát triển những cảm giác vi tế và chuẩn bị dọn đất nhằm canh tác trí tuệ. Quý sư đừng có nghĩ rằng mình đã thâu hoạch một vài trạng thái tâm
thanh bình an lạc giữa khu rừng vắng và như thế là đủ. Chớ nên yên trí ngừng nghỉ chỉ vì đã hưởng được bao nhiêu đó. Quý sư hãy ghi nhớ nằm lòng rằng chúng ta đến đây để gieo trồng và vun quén hột giống trí tuệ. Khi trí tuệ chín mùi và chúng ta bắt đầu hiểu biết thích ứng với chân lý, ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa. Thông thường, khi vui ta xử sự khác và khi buồn chúng ta có một lối cư xử khác. Ưa thích, chúng ta phấn khởi lên tinh thần. Ghét bỏ, chúng ta bực dọc, buồn phiền, giảm suy ý chí. Theo cùng cách ấy, chúng ta vẫn còn xung đột với kẻ thù. Khi sự vật không còn đối nghịch với ta, nó sẽ trở thành ổn định và quân bình, sẽ không còn lên xuống hoặc thấp cao. Chúng ta thấu triệt những sự vật của thế gian và hiểu biết rằng đường lối của chúng ta là vậy. Nó chỉ là thế gian pháp. Attha-lô-ca-thấm-ma, tám pháp thế gian, được và thua, danh thôn và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Thế gian pháp biến thành con đường tức bát chánh đạo. Thế gian pháp có tám, con đường có tám. Nơi nào có thế gian pháp cũng có con đường. Khi chúng ta sống một cách sáng suốt rõ ràng, tất cả những kinh nghiệm tại thế của ta trở thành pháp hành bát chánh đạo. Nếu không sáng suốt rõ ràng, thế gian pháp sẽ lấn áp trỗi lên và chúng ta tách rời lìa xa con đường. Khi chánh kiến phát sanh, trạng thái giải thoát ra khỏi mọi đau khổ hiện khởi ngay tại đây trước mắt ta. Quý sư sẽ không tìm được giải thoát bằng cách chạy rong chạy rỗi nhìn quanh nơi nào khác. Như vậy, không nên gấp rút và quá sức cố gắng hoặc thực hành hấp tấp. Hãy để cho công phu hành thiền của mình diễn tiến thông thả, nhẹ nhàng và đều đặn, tiến dần từ bước một. Còn về trạng thái an lạc, nếu cảm nghe an lạc, hãy chấp nhận như vậy, đó là bản chất của tâm. Phải tìm pháp hành của ta và kiên trì giữ vững. Có thể trí tuệ không phát sanh. Trước kia sư thường suy tư về pháp hành, và khi trí tuệ không phát sanh, sư cố ép cho nó đến. Nhưng làm như vậy không có kết quả, không có gì thay đổi. Lúc ấy sau khi thận trọng suy xét, sư nhận thức rằng không thể quán chiếu cái gì mà chính mình không có. Vậy thì tốt hơn phải làm thế nào? Tốt hơn hết, chỉ thản nhiên chăm chú hành thiền với tâm xả. Nếu không có gì làm cho ta lo âu, thì không có gì để ta cứu chữa. Nếu không có vấn đề thì không có gì để ta cố gắng giải quyết. Khi có vấn đề, đó chính là lúc mà ta phải giải quyết ngay vào lúc ấy. Không cần phải đi đâu tìm kiếm cái gì đặc biệt, chỉ sống bình thường. Nhưng hiểu biết tâm ta ở đâu, sống với chánh niệm và hiểu biết rõ ràng. Hãy để cho trí tuệ hướng dẫn ta, không nên dễ chui chểnh mạng, hờ hững lăn trôi theo những cơn buồn vui tùy hứng. Hãy chuyên cần và giác tỉnh. Nếu không có gì, tốt. Khi có gì xảy diễn, hãy quán chiếu và suy niệm. Nhập vào trung tâm. Ta thử quan sát con nhện. Nhện giăng thơ làm thành một màn lưới, rồi ngồi lại ở giữa, im lìm bất động. Sau đó một con ruồi bay đến, đáp lên và mắc vào lưới nhện. Vừa khi ruồi đụng đến và làm rung chuyển lưới thì phục, nhện phóng nhanh tới và quấn chặt. Ruồi bị giữ lại đó. Nhện quay về trung tâm màn lưới, thâu mình vào im lặng. Quan sát một con nhện như vậy có thể khai triển trí tuệ,
Hệ thống giác quan của ta có trái tâm ở giữa và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bao quanh. Khi một giác quan bị khơi động, thí dụ như có hình thể tiếp xúc với mắt thì nó rung động và chạy đến tâm. Tâm là cái gì hay biết? Ở đây là biết hình thể. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho trí tuệ phát sanh. Giản dị như vậy. Giống như con nhện trên mạng lưới của nó, ta phải giữ mình thu thúc lục căn. Vừa khi nhện hay biết có ruồi chạm vào lưới, tức thì nó nhanh chóng phóng tới chụp và quấn chặt, rồi quay về trung tâm trở lại, không có gì khác biệt với tâm ta. Nhập vào trung tâm có nghĩa là sống với chánh niệm, ghi nhận và hay biết rõ ràng, luôn luôn giác tỉnh, làm tất cả mọi việc một cách thỏa đáng và chính xác. Đó là trung tâm của chúng ta. Thật sự không phải làm gì nhiều, chỉ thận trọng sống như vậy. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta sống buông lung không chuyên cần, nghĩ rằng ồ không cần tọa thiền hoặc thiền hành, hay quên đi gác qua một bên pháp hành. Chúng ta không thể bất cẩn, phải thận trọng, luôn giác tỉnh y như con nhện đứng rình để chụp ruồi làm vật thực. Đó là tất cả những gì ta cần phải biết. Ngồi lại và suy niệm về con nhện, chỉ làm thế thôi, trí tuệ có thể tự nhiên phát hiện tâm ta giống như con nhện. Những cảm tưởng giống như con ruồi muỗi và những loại côn trùng khác nhau, tất cả chỉ có bấy nhiêu. Giác quan bao trùm và luôn luôn khơi động tâm. Khi một giác quan tiếp xúc với đối tượng, nó lập tức chạy đến tâm. Tâm quán chiếu, suy xét tận tường rồi nhập trở lại vào trung tâm. Ta sống an trú như vậy. Giác tỉnh, hành động chính xác và luôn luôn giữ chánh niệm, hay biết với trí tuệ. Chỉ bấy nhiêu và pháp hành của ta hoàn thành viên mãn. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta không nhất thiết phải ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, hay là phải đi kinh hành suốt đêm suốt ngày. Nếu quan niệm pháp hành là vậy, ta thật sự tạo khó khăn cho mình. Phải làm điều nào mà mình có thể làm được, lượng sức dẻo dai và năng lực của mình, và sử dụng khả năng của cơ thể trong mức độ thích nghi. Điều rất quan trọng là hiểu biết cái tâm và các giác quan, thấu hiểu nó đến như thế nào và thấu hiểu nó đi như thế nào, khởi sanh như thế nào và hoại diệt như thế nào, hãy thấu hiểu tận tường. Trong ngôn ngữ của giáo pháp, ta có thể nói rằng giống y như lưới nhện bao bắt ruồi muỗi và những loại côn trùng khác nhau. Tâm cột trói giác quan bằng vô thường, khổ, vô ngã. Rồi những giác quan ấy đi về đâu? Ta giữ nó lại để làm vật thực, tồn trữ nó vào kho để làm chất liệu dinh dưỡng, chất liệu để quán niệm nhằm nuôi dưỡng trí tuệ. Đó là chất dinh dưỡng đối với người hay biết và thấu hiểu. Biết rằng những sự vật ấy là vô thường, dính liền với đau khổ và không có gì gọi là ta, thì phải là điên cuồng ta mới chạy theo chúng. Nếu không nhận thức rõ ràng như vậy, ắt ta phải đau khổ. Khi đã quan sát tận tường và thấy rằng những sự vật ấy quả thật là vô thường, thì dầu nó có vẻ như đáng cho ta chạy theo, thật sự nó không đáng. Tại sao ta muốn làm gì trong khi bản chất của nó là đau đớn và sầu khổ? Nó không phải của ta, không có thực chất, không có gì thuộc về ta. Như vậy, tại sao ta chạy theo tìm nó làm gì? Tất cả mọi vấn đề khó khăn đều chấm dứt nơi đây. Còn đâu khác để ta chấm dứt nó? Chỉ nhìn rõ con nhện và quay cái nhìn vào bên trong mình, hướng cái nhìn trở lại vào trong, ta sẽ thấy rằng
hai hình ảnh đều giống nhau y hệt. Khi cái tâm đã thấy vô thường, khổ, vô ngã, thì nó buông bỏ tất cả và tự phóng thích. Nó không còn bám níu vào đau khổ hay hạnh phúc. Đó là chất liệu dinh dưỡng cho tâm linh người có pháp hạnh, người thật sự đã tự rèn luyện. Tất cả chỉ có bấy nhiêu, thật giản dị. Ta không cần chạy tìm nơi nào khác. Như vậy bất luận việc gì mà ta đang làm, đặt tâm ở ngay tại đó, không cần phải rồng rộ và phiền nhiễu. Làm như vậy, đà tinh tấn và năng lực của pháp hành sẽ tiếp tục tăng cường và trở nên thuần thục. Tẩu thoát. Năng lực của pháp hành này đưa ta ra khỏi vòng quanh sanh và tử. Ta mãi còn thênh thang trong vòng luẩn quẩn này vì vẫn còn ham muốn và khát khao. Chúng ta không còn lầm lạc trong những hành động bất thiện hay vi phạm giới luật. Nhưng được như vậy chỉ có nghĩa là chúng ta sống điều hộp, thuận theo giới luật của giáo pháp. Thí dụ như có người thỉnh chúng ta tụng kinh để cho tất cả chúng sanh đừng xa lìa những sự vật được thương yêu quý mến. Quý sư hãy suy nghĩ lại xem, quả thật là trẻ con. Đó là đường lối của thế gian vẫn còn chưa có thể buông bỏ. Đó là bản chất tham ái của con người, khát khao ham muốn những gì khác hơn là cái mà họ có. Họ muốn được trường thọ, họ mong mỏi sẽ không chết hoặc không bệnh hoạn. Đó là những gì mà con người mong mỏi và thèm khát. Rồi khi họ nghe nói rằng bất luận ham muốn nào mà không được thỏa mãn sẽ gây đau khổ thì họ đuối lý. Họ có thể nói gì? Không nói gì được, bởi vì đó là chân lý. Khi đề cập đến tham ái, ta biết rằng tất cả mọi người đều có lòng tham và muốn cho tham vọng của mình được thỏa mãn. Nhưng không có ai khứng chịu đừng bước, không có ai muốn tẩu thoát. Do đó phải làm cho pháp hành của chúng ta ngày càng tế nhị. Những ai thực hành một cách kiên trì, không sai lệch hay chểnh mạng, sống cuộc đời hiền hòa thu thúc và luôn luôn chuyên cần tinh tấn, những vị ấy sẽ thấu triệt. Bất cứ gì phát sanh, các ngài luôn luôn vững chắc không lai chuyển.